mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn xem về cái thành phố mà mình đang sống, là một thành phố nho nhỏ ở tiểu bang Arizona của nước Mỹ, và nó có rất là nhiều cái lạ lạ hay hay, nên mình muốn giới thiệu với mọi người cùng xem và cùng thưởng thức cái nơi mình sống. Ok, mình bắt đầu nha. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái con phố ở ngay cái downtown. Mình hay xuống đây mình ăn uống rồi mình chơi cái kiểu đó. Thì cái chỗ này là một cái cửa hàng bán đồ ăn mà mình hay vô ăn, nó rất là ngon nha. Nó tên là Bistro đó. Mọi người thì đang ăn sáng ở trong. Thì bây giờ thì mình cứ đi tới đâu thì mình thấy cái nào hay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đây là một cái cửa hàng bán mũ nón rất là nhiều kiểu ở đây. Rồi kế bên là cửa hàng bán nữ trang. Đây, mọi người có thể bán nữ trang đây đó. Thì hiện tại là mình đang đi vào buổi sáng sớm nên những cửa hàng này nó chưa mở cửa. Nếu mà mở cửa vào được thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn. Rồi tiếp tục nha. Rồi ở đây là một cái gọi là một cái mall mini á, tổng hợp các cửa hàng bán đồ ăn uống, bán đồ mặc ở trong đây. Còn cái quán này là quán, một cái quán bar mà dạng country. Ở trong khi bạn vô nó rất là các classic luôn, nhìn rất là thích. Và có một cái rất là hay chỗ này, bạn có thấy không? Bạn nhìn ra, lúc đầu mình mới tới mình nhìn đó, mình nhìn sơ qua mình tưởng là đây là chữ Sài Gòn chứ không phải là chữ Saloon. Đây là chữ Saloon nha. Tiếp theo là một cái cửa hàng cũng bán đồ trang sức luôn.
Và ở đây mình không biết như thế nào nhưng mà họ rất thích màu xanh. Đây màu xanh ngọc. Đó, ở đây rất nhiều người đeo màu xanh này. Và cái quán này là quán bán cũng bán đồ ăn luôn. Cũng rất là đẹp. Những thiết kế ở trong cái chỗ cái downtown này á, à, tất cả đều là classic hết, nhìn rất là dễ chịu. Còn ở đây là bán đồ mặc và đồ lưu niệm. Đây, nó decor rất là đẹp nha. Rồi, điểm này cũng vậy, điểm này cũng bán đồ trang sức. Đó. Ở đây bán đồ lưu niệm và đồ trang sức rất là nhiều và được design rất là lạ luôn. Mình sẽ show cho mọi người xem. Đây. Đó, các bạn có thể thấy đây là những cái đồ sắt mà họ làm lại, họ cắt ghép rồi họ làm lại. Đây. Rất là nhiều thể loại luôn. Nhìn rất là thích mắt. Ở dưới downtown này thì sáng sớm rất là dễ chịu. Hiện tại thì ở bên kia đường thì các anh công nhân ảnh đang cắt cỏ rồi này kia nọ. Ở đây thì bán đồ lưu niệm là bán những cái bảng. Ở Việt Nam mình đã thấy những cái bảng này rồi, nhưng mà mình lại thắc mắc là mua ở đâu. Thì lúc mà mình vô đây là mình như là vô một cái thiên đường đó mọi người. Ai mà có decor quán một kiểu Mỹ thì vô đây mua những cái bảng này là không còn gì để phải nói nữa. Và đây là một cửa hàng của Harley Davidson. Đó, vô đồ này nhìn rất là bụi luôn, nhìn gọi là rất là thích luôn á. Đồ da rồi đồ tất cả các kiểu của Moto Harley Davidson nha mọi người. Nếu mà ai có muốn mua những cái đồ này thì cứ PM cho mình. Rồi tiếp theo, đây là một nơi triển lãm tranh, bán những cái tấm tranh người da đỏ. Vì cái đất mà mình đang đứng đây á là hồi xưa là của người da đỏ nên rất là nhiều thiết kế màu sắc của người da đỏ ở đây. Đây nguyên một chú chó sói. Đây là một mô hình của chú chó sói. Đây bán đồ lông rất là nhiều. Ở đây thì bán đồ lông, cửa hàng này là bán đồ lông, đồ da rất là đẹp. Khi các bạn mà vô mua thì cũng phải gần cái $100 chứ không có rẻ đâu mọi người. Còn ở đây là một cái quán bar cắm chó, cắm súng nè. Đó, rất là kỹ lưỡng, hiện giờ thì đang đóng cửa. Và đây mình sẽ giới thiệu bạn, đây là một cái nơi chuyên tổ chức tiệc cưới ngoài trời cho những người ở Prescott này. Mình đang apply để vô được đây để mình chụp. Mình hy vọng là trong tương lai thì mình có thể apply vô. Ở đây làm tiệc cưới rất là đẹp. Mình đã được chứng kiến một cái tiệc cưới ở đây. Nó decor rất là đẹp luôn. Đó. Ở trong nè. Vào mùa hè thì nếu mà không có mưa thì họ sẽ tổ chức ngoài trời, rồi ăn uống, rồi làm lễ ngay cái chỗ mà có cái tường gỗ màu nâu đỏ. Cái hình mà nó là máy á. Đây là cái tiệm kem mình hay ăn. Kem rất là ngon luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người có dịp tới Prescott, Arizona thì mọi người hãy ghé chỗ này. Đây cũng bán đồ lưu niệm nhưng mà bán đồ lưu niệm và thiên về thủy tinh. Có bán tranh nữa. Đó, đây là một số thôi. Cái downtown của Prescott thì nó chỉ có nhiêu đây thôi chứ nó không có phải là quá lớn. Nhưng mà thiết kế của nó thì nó tạo cho mình cái cảm giác á, lúc mà mình đi xuống đi bộ đây cảm giác rất là dễ chịu, rất là thích. Ok, tiếp tục thì mình muốn giới thiệu cho các bạn xem một cái rất là dễ thương. Đây là những cái thùng thư ở đây. Đủ loại màu sắc hết. Và đây là một cái cửa hàng bán kem, nó đã open rồi. Đó.
À, bán kem có bán kẻ bộ bà đó, là bán trà sữa đó. Rồi đây cũng là một cái quán ăn. À, những quán ở đây nhìn rất là đẹp, rất là classic. Rồi ở đây họ decor rất là đẹp luôn. Đây là một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán trang sức. Rồi ở đây là bán một cửa hàng bán giày. Ở đây là cửa hàng bán giày nè mọi người. À, đa số giày ở đây là mình thấy là giày đa số là giày leo núi nè, hoặc là giày tây. Còn bên đây cho nữ thì cũng giày sneaker, những cái giày nhìn nó cổ điển, nó hơi lớn tuổi một chút. Vì ở đây là rất là nhiều người đi hiking nên bán giày leo núi rất là nhiều. Cái này là homeless donation, là ai mà muốn donate cho những người homeless á thì có thể donate ở đây. Và nó cũng giống như là một cái mình làm từ thiện đó mọi người ạ. Rồi tiếp tục trên con đường này á thì mình đã quay qua cái con đường đối diện rồi. Thì bên này thì nó ít có sầm uất hơn là bên kia. Bên này thì nó bán về đồ đạc, cũng bán về những cái đồ lưu niệm, đồ đạc vật dụng gia đình, nhưng mà nó thiên về trang trí. Đó, ở đây cũng có những cái cửa hàng ăn uống. Và ở đây là có một cái cửa hàng Thái nè, đây là Terra Thái. Mình đã ăn cái quán này rồi, cũng khá là ngon. Rồi, ở đây thì bán những cái đồ lưu niệm, bán đá nè, đá nè. Rồi, cửa hàng này là cửa hàng bán sách. Cửa hàng này bán sách. Rồi, còn cửa hàng có cái hai anh này anh là... Cửa hàng này là một cửa hàng bán bánh pizza, tên là Bill Pizza. Rất rất là ngon. Và mình đã ăn cái quán này rồi. Đây có một cái kiến trúc rất là đẹp. Đó, ở đây là đa số là có những cái kiến trúc như thế này. Thì những thành phố mà lớn thì ít mà có được. Nhưng mà ở đây thì những cái kiến trúc này nó có rất là nhiều. Và hình như là cửa hàng này bán đồ thời trang. Ở trước nó có trưng những cái đồ thời trang nè. Đúng rồi, tới đây mình rất là ấn tượng và rất là thích những cái kiến trúc như thế này. Và đó là cái chia sẻ của mình về cái thành phố mà mình đang sống. Và nếu mà các bạn có dịp tới Arizona chơi thì các bạn hãy ghé Prescott, Arizona. Một thành phố rất là nhỏ bé nhưng mà rất là xinh đẹp. Ok, thì mình sẽ off cái video tại đây. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem cái video của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.